Xin lỗi, em không thể tiếp tục đồng hành với anh được nữa. Em nhận lời về đây là để hỗ trợ và cùng anh thăng tiến, chứ không phải thụt lùi như thế này. Chào anh. Em bảo sao cơ? Cô đã cấp cứu ở viện nào ạ? Con về ngay đây, bên mẹ nhá. Chị ơi, mẫu cái này là vừa mới về đấy, xem ưng không ạ? Anh thấy hợp không? Em thử đi. Đây nữa chị ạ. Cả mẫu váy này nữa. Cái này đẹp này. Anh. Cái này mà mặc đi sinh nhật hoặc đi tiệc là hợp lý luôn đấy. Em mời chị vào thử ạ. Anh Tú phải không ạ? Xin lỗi, cô là ai đấy ạ? Em là Thu An, người cách đây 3 năm được anh giúp đỡ đưa vào bệnh viện. Hôm đó là mùng 3 Tết, anh còn nhớ không ạ? Tôi nhớ rồi. Cô chính là cái cô gái mà vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại đúng không? Dạ vâng ạ. Giờ này khỏe chứ? Em khỏe. Em vẫn giữ chiếc áo có in tên của anh. Nhờ có nó mà em không bị lạnh trên đường đến bệnh viện. Nên là 3 năm nay em rất muốn gặp lại anh để trả lại anh chiếc áo, nói lời cảm ơn về anh. Anh cho em xin số điện thoại được không? Em rất muốn mời anh một bữa để cảm ơn ạ. Thôi, ơn huệ gì. Cô không sao là tôi vui rồi. Thì anh cứ cho đi. Anh Tú, ai đây ạ? À, đây là Thu An, cô gái mà cách đây 3 năm anh đã giúp đỡ cô ấy. Em chào chị ạ. Em xong rồi, mình đi về thôi. Chào em nhá. Chào anh chị ạ. Đi em. Anh Tú, cái việc anh lấy tiền của công ty để hỗ trợ cho công nhân gặp nạn, điều đấy là đúng sự thật à? Việc đấy đâu phải là lỗi của công ty đâu. Em bình tĩnh nghe anh nói này. Đấy đúng là không phải lỗi của công ty. Thế nhưng bây giờ em thử nghĩ xem, họ đã gắn bó với chúng ta từ những ngày đầu thành lập công ty. Anh không thể nào không giúp đỡ họ được. Nhưng anh ơi, công ty của chúng ta đang gặp khó khăn. Tài chính, danh tiếng có thể đi xuống việc này. Và hơn nữa, anh hỗ trợ họ chẳng khác gì là anh đã tự thừa nhận công ty mình gây ra cái tai nạn đấy. Anh không nên để cảm xúc cá nhân xen vào công việc chứ. Bảo, em nghe anh nói này, em đang nghĩ cho anh. Thế nhưng mà việc này em cứ để anh quyết định nhé. Tùy anh đấy. Ơ kìa, Ngọc. Anh ơi, cuối tuần hẹn anh một cái hẹn trả ơn được không? Chào em. Anh ạ, anh ngồi đi ạ. Lúc nào em cũng muốn gặp lại anh để có thể nói lời cảm ơn ạ. Giúp đỡ mọi người xong mà còn muốn nhận lời cảm ơn thì giúp làm gì hả em? Xin lỗi nhá, vì ngày hôm đấy em có việc bận nên phải về trước. Dạ, không sao ạ, anh ăn đi ạ. Anh xin lỗi nhá. Cô gái hôm trước là... À, đấy là Ngọc, người yêu của anh, cũng là đồng nghiệp của anh luôn. Dạ vâng ạ. Sao? Công trình bị tạm hoãn. Thế còn tiền đầu tư thì sao? Tôi biết rồi. Hẹn đối tác ngày mai gặp tôi. Tôi về công ty luôn đây. Thế nhá. Anh xin lỗi nhá. Anh có việc cần phải đi. Dạ vâng, anh đi đi ạ. Tất cả các công văn anh đều để ở trong này rồi. Em đến các ngân hàng đưa cho họ rồi thuyết phục họ là cho mình vay tiền nhá. Dạ vâng, em sẽ đi thực hiện ngay ạ. Xin lỗi, em không thể tiếp tục đồng hành với anh được nữa. Em nhận lời về đây là để hỗ trợ và cùng anh thăng tiến, chứ không phải thụt lùi như thế này. Chào anh. Ok, Ngọc, nghe anh giải thích đã Ngọc. Con nghe này mẹ, nó bảo sao cơ? Cô đang cấp cứu ở viện nào ạ? Con về ngay đây, thế mẹ nhá. Lại gặp anh rồi. Em vừa đi mua đồ ở mấy shop gần đây. Anh đang có chuyện gì à? Em nhìn anh có vẻ lo lắng. Không vấn đề gì đâu. Nếu có khó khăn gì thì anh cứ nói với em nhé. Giúp được anh thì em sẽ giúp hết sức. Cảm ơn em. Mời em vào uống nước.
Dạ thưa giám đốc. Có việc gì vậy? Chị An muốn gặp anh ạ. Để em mời chị vào. Mời em ngồi. Anh, em có món quà tặng anh này. Việc này... Đây là hợp đồng vay vốn của ngân hàng. Họ đã đồng ý cho công ty của anh vay số tiền này đấy. Nhưng mà tại sao em lại làm được việc này? Bạn em là phó tổng bên này. Với cả anh nói với em là công ty đang rất cần tiền cơ mà. Anh không biết phải cảm ơn em như thế nào nữa. Có thì mà phải cảm ơn. Anh cũng đã từng giúp em đấy. Cầm đi. Thật à? Đưa anh xem nào. Phòng hạch thành phố vừa gửi công văn trúng thầu cho công ty ạ. Em ấy xem điều khoản hợp đồng. Cảm ơn em nhá. Dạ vâng ạ, em xin phép. Em ơi, chị Thu An đâu? Anh ơi, chị An vừa ra ngoài có một chút việc gì ạ. Và có dặn em là khi nào anh đến thì chờ một lát ạ. Anh ơi, em mời anh ạ. Cảm ơn em. Tội chị An lắm anh ạ. Có việc gì vậy? Mấy tháng nay chị cứ chạy đôn chạy đáo, vay chỗ này rồi đập chỗ nọ để trả lãi. 6 tháng trước ấy, chị có vay phải gần 1 tỷ đấy anh ạ. Lãi mỗi tháng là mấy chục triệu liền. Mà lương quản lý của chị đấy thì cũng chỉ vài chục triệu. Bây giờ gánh thêm khoản lãi như thế cực lắm anh ạ. Vay gần 1 tỷ luôn. Anh chờ em lâu chưa? Anh cũng vừa mới đến thôi. Mình đi đi. Tại sao em lại làm như thế? Em xin lỗi đã nói dối anh. Nhưng em thấy đây là chuyện nên làm mà. Những năm qua, không lúc nào là em không nhớ đến hình ảnh của anh. Và khi gặp lại anh, em đã rất hạnh phúc. Tiền lãi anh sẽ trả. Anh Tú, thế này là thế nào? Mới có vài tháng thôi, em còn chưa bỏ anh mà anh đã có người mới rồi cơ à? Đây là chỗ đông người, em nói khẽ thôi. Đây là Thu An, người mà em đã từng gặp rồi. Cô quản lý quen ở shop quần áo đấy hả? Định cướp anh em khỏi tay tôi à? Ngọc, em ăn nói cái kiểu gì đấy? Thế bây giờ anh muốn em nói như thế nào nữa? Em yêu anh vì anh, em bỏ hết công việc ổn định ở nước ngoài về đây để hỗ trợ cho anh. Anh đối xử với em như thế nào đây? Tôi xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi. Là tôi đã đơn phương thích anh ấy. Chứ anh Tú không có lỗi gì hết. Tôi hứa là sẽ không xem vào chuyện của hai người. Và sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Kìa. Em đừng đi. Ngọc này. Cảm ơn em vì thời gian qua em đã giúp đỡ anh. Nhưng anh sẽ lựa chọn cho mình một người. Một người mà không bỏ rơi anh lúc mà anh khó khăn nhất. Anh đang chạy theo cô ấy. Anh không cần phải chạy theo ai cả. Bởi vì bây giờ anh đã có em rồi. Bọn mình hẹn hò nhé. Em hứa với mọi người là tối ngày mai sẽ có rất nhiều mã sale cho mọi người. Thế nên là mọi người nhớ đón xem live của em vào tối mai nhé. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người. Đi cẩn thận chứ anh. Cơm nước gì chưa? Hôm nay em hơi bận nên là em không nấu được. Em có hâm lại đồ ăn ở trong tủ lạnh từ hôm qua ấy, anh ăn đi. Thì con đâu? Con ở bên nhà bác Huệ. Lúc chiều em bận em gửi sang bên đấy. Anh ăn xong ấy thì anh sang đón con hộ em. Đúng. Có chuyện gì đấy anh? Cô thử đi. Đồ ăn gì mà toàn kiến thế này.
Tôi nói thật với cô nhé, 1 tháng 30 ngày thì 28 ngày cô cho tôi với con ăn cơm thừa canh cặn. Tôi đã bảo cô rồi, công việc của cô ở nhà ấy là cơm nước rồi lo cho con, chứ không phải là suốt ngày ấy cô làm ba cái trò ruồi đâu. Cái gì? Anh nói cái gì là trò ruồi? Thế tôi không phải làm việc để kiếm tiền à? Thế tiền lương hàng tháng tôi đưa cho cô đâu hả? Thế mà ngày nào cô cũng cắm mặt vào cái điện thoại buôn bán ba cái đồ rẻ rách. Anh bảo cái gì là đồ rẻ rách? Thế anh nghĩ tôi muốn ôm cái đống rẻ rách này à? Rồi suốt ngày phải gào mặt vào cái điện thoại nói khẩn cả giọng ra. Tôi bắt buộc cô làm những cái việc này à? Tôi ép cô làm à? Chả ai bắt tôi, chẳng ai ép tôi cả. Tôi thích đấy. Nhưng bây giờ tôi hỏi anh nhá, bây giờ 1 năm anh nhảy việc bao nhiêu lần? Tiền thì tháng có tháng không. Cả 1 năm tính tổng trung bình, anh chia ra cho tôi mỗi tháng được 5 triệu không? 5 triệu đấy nào tiền điện, tiền nước, tiền ăn học của con, thậm chí cả tiền đối nội đối ngoại cũng đến tay tôi. Tôi không làm lấy cái gì mà trang trải. Làm sao? Em có muốn cái gì? Tôi chẳng muốn cái gì cả. Nếu mà anh cảm thấy sống với bí bách mệt mỏi không chịu đựng được nhau ấy thì giải thoát cho nhau đi. Cô thì giải thoát cái gì hả? Giải thoát luôn này hả? Này thì giải thoát này hả? Cô có giỏi á thì cô bước ra khỏi cái nhà này đi, đừng bao giờ vào đây nữa. Anh không phải thế hả? Này thì khác đây. Chị Huyền ơi. Bây giờ anh ạ. Chị đi vắng rồi, có việc gì không em? Chị Huyền nhờ em đặt ít thuốc bổ cho ông bà nội cô Bin anh ạ. Thế á? Vâng. Thôi em đi về đây. Này. Dạ. Hết bao nhiêu tiền đấy? Không phải tiền nong gì đâu anh ạ. Chị Huyền đã gửi em hết cả 1 năm rồi. Thật á? Vâng. Tổng thu nhập tháng 2 12 triệu, tiền điện 1 triệu rưỡi, tiền thuốc bổ bố mẹ chồng 3 triệu, bỏ quỹ dự phòng 1 triệu. Anh cứ tưởng là em bỏ đi luôn rồi. Anh đang tính là tìm em về. Rồi anh xin lỗi em nhé. Em cũng định như thế thật đấy, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì còn con nữa. Mà em nói cho anh biết nhé, chuyện xảy ra như thế này là vượt quá giới hạn sự chịu đựng của em rồi đấy. Anh mà còn làm như thế này một lần nữa thôi là em đi thật đấy. Không, không, không bao giờ anh làm như thế nữa đâu. Em mua đồ ăn rồi, bây giờ anh sang đón cô Bin về, rồi về cả nhà mình cùng ăn cơm. Anh cảm ơn em đã luôn lo lắng cho gia đình này. Thôi anh đi đi. Anh đi nhá.